Bây giờ con để một miếng dầu ăn vô lên chiên gà nha bà con. Chiên gà tới nè. Cái đang mua cái gà này chiên á là người ta làm sẵn rồi nha bà con, làm sẵn nguyên miếng gì nè đó. Người ta ốp gia vị sẵn rồi cho nên về mình chỉ để vô mình chiên thôi. Một miếng này. Một người một miếng. Còn nó sao rồi để nó khét nữa. Ủa, ngon quá rồi còn hình dạng này. Xong bây giờ xong rồi Lan cắt thửa. Bây giờ Lan trộn salad nha bà con. Để một chút xíu muối vô. Cái này salad Lan mua nguyên bọc gì nè. Nguyên bọc của câu gì nó đủ thứ hết. Mình khỏi mất công làm, xong quá. Rồi này Lan về Lan bỏ thêm một miếng giá. Giờ đầu Lan để muối với tiêu đỏ vô. Muối đỏ với tiêu đen vô. À, bây giờ Lan để giấm đỏ nha bà con, mà làm bằng nho á, nho. Nên bây giờ Lan để vô một miếng. Có một muỗng thôi, đừng nhiều quá nó chua lắm. Bây giờ Lan trộn nó lên. Lấy đũa xong trộn lên cho đều. Cái salad của cây mình không có để muối, không có để đường nha bà con, chỉ để muối với tiêu thôi, với giấm thôi chứ là không có để đường. Rồi bây giờ xong rồi, đang bưng lên nhà trên làm ăn thôi bà con. À, đây Lan đã chuẩn bị xong rồi nha. Bây giờ đầu Lan gấp đồ ăn vô nha bà con. Trước tiên Lan để miếng gà vô. Lan để chờ salad trộn vô. Xong. Mấy cái gì để vào đây. Quên nha, Lan để một miếng ở đây. Miếng trộn chua. Không dám để lên cơm, để lên cơm sợ nó bị ướt cơm không ngon. Lan để lên một miếng mè này nha con. Mè giống như gia vị người ta làm ngon lắm. Lan để lên một miếng trên này. Cái này Lan làm giống như kiểu đồ ăn của Nhật đó bà con. À, xin chào cả nhà nha. Tối nay Lan đã làm xong món gà chiên mà Lan ăn theo kiểu salad với rau sống mà ăn lai hơi kiểu của Nhật nha bà con. Mời bà con tối nay ăn cơm tối với hai chồng mình. Xin mời cả nhà. Ở đây. Mời bà con tối nay ăn cơm tối với hai chồng mình nha, ăn theo kiểu của người Nhật nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm. Với gà chiên. Ăn một miếng gà trước đi. Ông xã mình ăn cũng sẵn tương sẵn này. Gà này của đằng tiệm người ta làm sẵn này cho bà con chấm miếng tương ớt đi. Ngon. Em có để miếng gừng trong đó. Cái này nó cũng hơi mặn nha. Ngon ngon không anh? Dạ
nó làm ngon. Giờ lắc nó ướp cho ngọt rồi. Ngon. Giờ lắc em làm đó, giờ lắc ở nhà em làm chứ không ai làm đâu. Đây phải một muỗng. Ăn một miếng cơm, cơm này ngon lắm. Cơm ăn với cái này ngon lắm bà con. Cái này hình như là của Hàn Quốc nha. Cái này nè, ngon lắm bà con. Mời bà con. Rong biển. Rong biển muối, mè, hành lá. Rong biển muối mè hành lá rất là ngon. Mùa này là ngay mùa bông cải chứ nó ngọt. Bông cải à? À tại em luộc ngọt. Ngon. Mùa đông là bông cải luôn. Ngay mùa. Cũng ngon, 4 đồng ký cũng đâu rẻ đâu. Cái gói này hình như hạnh dâu mình mua ở ngoài chỗ Hàn Quốc các bà con, ngon lắm. Chỗ Hàn Quốc ngon lắm. Ăn miếng gừng á. Gừng ngon. Lạ lạ miệng ngon bà con, thử đi. Duy nhất là có con nít trong nhà làm gì cho nó ăn nó đỡ ngán, chứ bắt nó ăn cơm giống kiểu người Việt mình ngoại nó cũng ngán. Tội nghiệp nít sinh đẻ ở đây á. Dạo này làm chương trình cho anh Liêm ăn đồ lạ, khỏi cho ổng ăn cá kho canh chua hoài. Múc cho chắc ăn cái cà sơm không dính. Ngon lắm. Lạ lạ miệng anh ha. Có ăn cơm thêm bới thêm nha. Em bới cho anh chén đầy á, em chén lưng à. Làm bún lấy gà dao không được. Cái muỗng sắn nó dai, thấy gì chứ thịt gà nó dai. Thở lắc anh đâu cần để muối thêm không? Tùy theo đồ các bạn. Bông cải làm khoảng đây nè, nó ngon ăn đi. Cải tím với cải trắng cái nào ngon hả? Cải tím nó cứng hơn, anh ăn thử đi. Nó đẹp chứ thật ra nó cứng hơn, anh ăn thử đi. Cải trắng nó ngọt, nó ngon hơn. Cải tím nó không có ngọt, nó cứng nhắc à. Mà tại vì cái màu nó trộn vô chung với salad nó ngon hơn, hiểu không? Chứ thật ra nó cứng cọng, cứng nhắc đâu có gì đâu ngon. Nè, nó có con cọng đây nè, nó cứng nhắc à. Nó ngọt. Cái dạng cũng như nó đẹp thì chứ ăn không ngon. Nói chung gạo bông hồng thì nó ngon thiệt, mà có cái mắc biết từ gì đâu mà mắc quá, 70-80 đồng ba.
lên khoảng hoàng. Ăn gừng thêm không? Ăn còn gừng ngay. Không bán. Thật ra rừng đỏ bên Bali mắc lắm anh Lim. Đợt đó mình đi qua bển mua một bọc bọc trà để mình uống á, là tới 25 đô đổ mình á, mắc chết luôn. À, nghĩ này chắc ngâm màu quá, không phải gừng đỏ đâu. Nó để gừng đỏ gì chứ không phải đâu. Tại mình ăn đồ chiên xào á, thì gà đồ chiên gì chứ nó cũng làm dễ cho mình ngán á. Mà có xà lách vô thì nó chua chua, kích thích vị giác, nó không có ngán bà con. Nó ngon cả nó bông cả không. Anh mà bỏ cơm dính thì cũng bị sợ tội nên phải vét dĩa bà con ơi. Chứ không phải hạt tiện cái gì mà miếng cơm không có, sợ tội thôi. Ngon quá ăn hết luôn. Không, cái này mình ta nói hột cơm hột ngọc quá mình bỏ mình tội. Ngon quá, ngồi kiếm coca uống anh ơi. Uống không? Không, uống trà ha. Uống gì? Uống gì? Uống gì? Uống nóng rồi. Uống nóng mà. Mùa đông giờ sợ uống nước nóng rồi mà còn bị bệnh. Ngon quá ha. Rồi, em nói kết thúc nha. À, làm như vậy ăn ngon lắm bà con, làm ăn thử đi. Thôi tới đây Lan là xin kết thúc phim nha bà con. Coi có thích gia đình mình cho mình xin một like và ủng hộ mình nha. Thành thật cảm ơn nhiều. Xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye cả nhà. Bye bye.